Thưa quý vị, với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái hài hòa với môi trường, những năm gần đây, Đà Nẵng tiếp tục chú trọng nhân rộng các mô hình nông nghiệp mới, đặc biệt là sản xuất hữu cơ kết hợp các tiến bộ khoa học công nghệ. Các mô hình này nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại huyện Hòa Vang. Thực hiện chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, mỗi xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đến nay đã có ít nhất một mô hình thí điểm về sản xuất hữu cơ. Trong đó, sản xuất lúa hữu cơ là mô hình phổ biến nhất, đem lại cho bà con nông dân nhiều lợi ích thiết thực. Tại xã Hòa Phước, kể từ sau khi áp dụng và nhân rộng sản xuất lúa hữu cơ, đã góp phần giảm đi đáng kể tình trạng suy thoái đất đai, bảo vệ được hệ sinh thái đồng ruộng. Bây giờ dưới ruộng thì dưới nông nghiệp thì lúa thì có sản xuất lúa là theo cái lúa hữu cơ và thực hiện cái mô hình đưa cái công nghệ vô là cái công nghệ cơ vô sản xuất đó là đưa cái công nghệ vô là cái chương trình mạ kha mã tái là không có gì sử dụng thuốc đường sao, không sử dụng thuốc cỏ. Đối với chăn ruộng thì nó cải tạo đất rất là tốt. Không có bị mà càn cỗi, đất không bị càn cỗi và nó bảo vệ được cái hệ sinh thái của đồng ruộng. Có nghĩa là mình không dùng sử dụng hóa học, phốt hóa học cũng như là các loại phân hóa học để giải trên đồng ruộng thì cái đất nó tự không bị càn cỗi cũng như là cái không sử dụng cái thuốc hóa học thì cái hệ sinh thái tự nhiên trên đồng ruộng nó được nói chung là được bảo vệ và có hướng là sẽ cái hệ sinh thái đồng ruộng nó sẽ đa dạng hơn và sẽ tốt hơn. Đồng thời là về cái môi trường là nó không phun xịt thuốc vậy là coi như nó cũng đã giảm đi cái ô nhiễm môi trường. Ngoài các mô hình hữu cơ, hiện nay ngành nông nghiệp Đà Nẵng đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nông dân áp dụng chuyển giao các kỹ thuật ứng dụng công nghệ vi sinh vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, như tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo nguồn phân bón tuần hoàn, hạn chế đốt rơm rạ, ứng dụng đệm lót sinh học vào chăn nuôi. Những mô hình này vừa thân thiện với môi trường, vừa giảm đi chi phí đầu vào của bà con trong quá trình sản xuất. Thì người ta họ chỉ nghĩ ra rằng là họ đốt như vậy thì nó sẽ tạo cho họ một cái lượng phân bón cho cây trồng. Nhưng mà họ không nghĩ rằng là nó sẽ mất đi rất là nhiều thứ. Mất đi những cái vi sinh vật mà nó đang sống ở trong đất, làm cho đất nó nghèo đi. Và mất đi một số những cái côn trùng mà có lợi cho cây trồng. Thực hiện kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nông nghiệp xanh, năm 2023, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm thâm dụng đầu vào hóa chất nông nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực tự nhiên trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đồng thời tăng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và tiêu thụ đạt trên 30%, tăng số lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng lên trên 30%, và có ít nhất 30% tổng diện tích cây trồng cạn có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước.